Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio là một video để Tùng Nguyễn xuất cho một bác khách. Thì Tùng Nguyễn giới thiệu cái mẫu bát 30 Martin từ 170 côn 75 này cho các bác tham khảo và sử dụng đôi bát này. Đôi bát này là bích của nó màu trắng, rất là đẹp. Giá thành Tùng Nguyễn nằm đôi bát này cho các bác khi nhận hàng là 1.400.000. 1.400.000 là chưa có bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Còn đôi bát này là màng giấy được in các cái vân như kiểu vân vải các bác nhé. Nó tạo cái độ sần cho màng, cho màng nó khỏe. Và gân vải tẩm dầu nó hai gân. Đây này, bát này Tùng Nguyễn đang nắp vào loa đây này. Đấy, loa 6012 của Tùng Nguyễn đây này. Đang nắp cái cấu hình này là 4.500.000 các bác nhá. Đang nắp cái cấu hình mà củ bát này và 6012 đang giao cho các bác là 4.500.000 đây này. Đấy, thế nên là anh em yên tâm khi Tùng Nguyễn đã lên dựng thùng này để cho anh em sử dụng thì chiếc bát của dòng này đánh rất hay luôn. Tiếng hay lắm các bác nha, bích màu thép trắng, rất đẹp. Cả kẹp lỗ và kẹp tê đều là thép trắng, từ 170 côn 75. Côn của nó đây. Con này côn 76 hoặc là 75,5 đều được, nó là cùng một loại côn. Tùy theo anh em gọi, có người gọi côn 75, có người gọi côn 76. Có côn 76 chỉ có một số mẫu bát chuẩn là côn 76 thôi, còn đa số là côn 75,5. Hôm nay Tùng Nguyễn làm video để cho bác khách này yên tâm khi nhận cặp loa bát 30 Martin từ 170 côn 75. Cấu hình này, Tùng Nguyễn không phải nói sai sự thật và màng của nó này. Đấy, nó ở trong thùng rồi các bác nhá. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ Tùng Nguyễn bằng cặp bát này 1.400.000 một đôi. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.